tất cả mọi người đang xem video nha. Thì đây Cổng Tây Sơn với là chỗ của Thanh Sung Bán Cà Tín, đã quay lại những ảnh mới nhất về Thanh Sung Bán Cà Tín cho cả nhà xem nha cả nhà. Này có ăn táo nữa anh. Này ban táo buổi sáng hả Sung? Táo mà chưa đổ ra. À chưa đổ ra. À, hôm nay mình bán bao nhiêu ký cà vậy Sung? 45 ký ạ. Cà hôm nay rất là ngon nha cả nhà. Cà này là Thanh Sung mới lấy hồi tối hôm qua đúng không Sung? Dạ, tối hôm qua em lấy, tối hôm qua cà lên nữa. À. Tối hôm qua cà lên 420 thùng á. 430 ngàn một thùng hả Sung? 420. À, 420. Tính xăng luôn á, mình tính luôn á là coi như là 440 thùng. Này là cà gãy hả Sung hay là cái này cà Đà Lạt không? Cà Đà Lạt. Rồi có loại cà 409 nữa. Cái cà bự lắm, lợi nhất cái bự mà nhìn nó ngon lắm kìa. À. Mình suy nghĩ mình lấy cà đó mình bán không ra tiền đâu. Mình nghĩ đi một trái gần ký lô. Ghê vậy hả? To nhỉ? To lắm. Cái cà nhìn thấy mơi phái. Mình lấy cà đấy chắc là về mình phải bán lên giá chứ mình bán giá thường này chắc là không có lời đâu hả Sung? Đúng rồi. Nhưng mà cà lên cũng được, mình bán giá này đảo này ăn à. Mình lên 25 ngàn bình là ta đi luôn rồi, không mua. Đây là ngày thứ hai ăn chay nha cả nhà. Là ngày mai là còn một ngày ăn chay nữa. Vì xấu của Thanh Sung là đang ngồi nhúng cà nha. Đây nước mắm rất là ngon nha cả nhà. Nước mắm rất là tuyệt vời. Đây ớt tỏi nè. Thấy đậm đặc hơn đúng không Sung? Dạ, cũng nhiều bữa em ăn. Ớt tỏi rất là nhiều, nhìn rất là ngon. Rất hấp dẫn luôn. Bởi vì em xay nó nhuyễn mà cái trên nó còn màu hồng. Cái này là mình xay chứ không phải mình giả đâu hả Sung? Cho vô máy xay mình xay. Xay vậy nó nhuyễn ra cho nhanh đúng không? Dạ. Thì hôm nay là vì xấu của Thanh Sung là có bán thêm táo nữa nha cả nhà. Hiện tại là chưa có đổ táo ra. Đưa nó rồi. Đưa tên học nó mới trưa nãy nó hỏi đưa nó rồi nè. Tại thời tiết khu vực ở Sài Gòn đường Nguyễn Duy Trinh rất là nắng nóng nha cả nhà. Thì vừa rồi chúng cũng bắt nướng lên được mười mấy bạch cà rồi đó cả nhà. Cái thằng ngốc này nó trong mua tâm ngó hoài. Nãy giờ có ai mà hàng chưa Sung? Dạ rồi, mấy hàng em thấy sợ luôn. Trong cái nhà vừa lên mâm là có chú sơ hơi đó, chú lại chú mua mà đúng rồi đó. Vậy là vừa rồi cũng có một cái chú đi xe hơi tới mua hả? Dạ. Xong rồi cái cô xong đi xe hơi vào đây cũng mua một. À. Vậy là nãy giờ được hai người đi ô tô ghé mua cà ủng hộ mở hàng cho em Thanh Sung ngày hôm nay nha. Hai một chị với một chú với lại nữa. Dì xấu của Thanh Sung đang nướng cà nha cả nhà. Thì mình hỏi xem là hôm nay dì bán bao nhiêu ký táo nha. Wow, nắng quá. Con chào dì xấu nha. Rồi dì xấu chào con nha. Trưa giờ chưa ăn cơm luôn hả dì xấu? Trưa từ sáng giờ luôn. Sáng giờ dì xấu làm gì mà giờ mới ăn cơm với ta? Đi bán cà nè. Vậy là buổi sáng
bán ở chợ Tân Lập không vậy sao? Đúng rồi, bán ở Tân Lập á, chợ Tân Lập. À, chiều hôm nay là nghe Sống nói là dì có bán thêm táo nữa hay gì? Đúng rồi. À, chiều nay mình bán bao nhiêu ký? 20 ký. 20 ký táo. Táo trái táo xanh xanh. Táo xanh hay gì? Nhưng mà nó nắng quá nè, cái mâm còn nóng lắm đó, thấy chưa? Tại vì ở đây không có cái dù, có cái dù mình che được, nhưng mà ở đây nó nắng lắm, nóng mà. Nóng bỏng tay luôn nè, nên không có bỏ táo ra. Trời là trời nắng quá mình đổ ra táo nó nhanh héo á. Nhanh héo quá nó chín. Buổi sáng nay dì có bán táo không gì hay là chỉ có bán không, cà thôi? Bán cà thôi, còn táo thì mới lấy. À, mới lấy luôn. Thì hôm nay dì cháu của Thanh Súng có bán thêm táo nữa nha cả nhà. Mấy người có ăn mấy người ủng hộ nha. Cả nhà có đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Duy Trinh thì chỉ là số 210 Nguyễn Duy Trinh nha cả nhà. Thì mọi người ghé mua ủng hộ em Thanh Súng một bịch cà với lại táo. Thời tiết hôm nay rất là nắng nắng luôn cả nhà. Phía bên này thì có quầy dưa gang này, rồi có canh xanh miền Tây nữa nha cả nhà. Mọi người có thể thấy là thời tiết đang rất là nắng. Ngày hôm qua thì Súng bán số lượng cà 60 ký, nhưng mà tới tối luôn cả nhà. Nói chung là ngày chay nhưng mà bán vẫn không có được nhiều nha. Rồi cà hư cũng khá là nhiều luôn. Thì hôm nay là cà mới Súng mới đi lấy rồi đêm hôm qua luôn. Đêm qua đi bán cà xong tới 8 giờ là về lấy cà, rồi là hôm nay là bán này. Cà rất là ngon. Cà này là cà của cà Đà Lạt luôn. Đi múc miếng nước sôi vô cái mâm nữa. Dạ. Giờ dì Sáu của Thanh Súng sẽ cho một chiếc nước lên mâm cho cái mâm nó nguội đi nha các nhà. Rồi bỏ táo, bỏ trái cây ra cho nó khỏi bị héo đi nha. Phía bên kia thì Thanh Súng đang ngồi mổ cà bỏ lên đó. Giờ dì Sáu sẽ cho nước lên mâm cho nó mát nha. Thời tiết nắng nóng mà cái mâm bằng kim loại như thế này đó, nó rất là nóng nha cả nhà. Bỏ lên thì trái cây nó không được tươi, không được ngon. Thì hôm nay là ngày Trung Thu. Đó, bây giờ dì của dì Sáu sẽ bắp thùng táo ra. Táo có vẻ là rất là xanh, rất là ngon nha cả nhà. Hôm nay mình bán bao nhiêu một ký vậy dì Sáu ha? 15.000. 15.000 một ký táo nha cả nhà. Táo xanh này ở ngoài Bình Thuận rất là nhiều nha. Táo rồi nho, đặc biệt là nho. Khu vực tỉnh Bình Thuận có trồng rất là nhiều táo. Đây là táo xanh chứ không phải là táo tàu nha cả nhà. Đó, giờ dì Sáu sẽ khui thùng táo ra.
chào tất cả các chị chú đang xem video nha. Chúc cả nhà một buổi chiều về nhà nha. Nhà xem thấy hay thì nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em nha cả nhà. Rồi là đây là táo của dì Sáu Thanh Túng vừa mới đổ ra này cả nhà, rất là tươi, rất là ngon luôn cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Đó thì mọi người có đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Chí Trinh quận 2 thì qua ủng hộ cho Súng và dì Sáu của Thanh Súng táo rồi cà nha cả nhà. Để đó em xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn và chào cả nhà.